Dạ bạch thầy, bạn con hỏi ăn chay là gì? Con không thể giải thích chính xác cho bạn con hiểu được ạ. Con xin thầy giảng lại cho bạn con được nghe ạ. Ăn chay mà đúng nghĩa của nó đó là trai dạ tỉnh dạ tậy tâm viết trai, tức là chữ trai đó, đây đó có nghĩa là thanh tịnh. Thì Đức Phật Ngài nói thế này, Đức Phật Ngài nói với ông Sivaka, Đức Phật Ngài nói là khi một người mà người thanh tịnh á, thì dù ăn món ăn bất tịnh người đó vẫn thanh tịnh, còn khi một người mà không thanh tịnh á, thì dù ăn món ăn thanh tịnh thì vẫn là bất tịnh. Như vậy rõ ràng á, chữ trai trai tịnh ở đây đó có nghĩa là cái tâm tâm tịnh ấy, không không tịnh. Thế nên khi mình ăn á, ăn với tâm tịnh tức là ăn chay, còn ăn với tâm bất tịnh là không ăn chay. Đó. Còn á, còn nói về thực dưỡng á, thì thế này, trong 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 ăn uống á, thì người ta ăn uống sao mà cho nó mạnh khỏe, người ta gọi là healthy, tức là ăn sao mà nó có nó khỏe, nó tốt, nó có lợi cho sức khỏe. Thì theo các nhà thực dưỡng á, thì người ta nói trong bữa ăn á, thì ít nhất là rau rau trái á, rau củ quả này, này kia là ít nhất là 70%, còn cá thịt rồi gì đó đó thì nhiều lắm là 30% thôi. Có nhiều người thì ăn quá nhiều cá thịt mà không chịu ăn rau, đó là một sai lầm và sẽ đưa đến bệnh hoạn. Cho nên là mình nên dùng rau trái khá nhiều. Rồi mình nói là cho nên là cái người Tây phương ấy, người ta không nói ăn chay mà người ta nói là ăn thực vật, chứ người ta không nói ăn chay, tức là hay là tức là ăn rau trái chứ không nói là ăn chay. Nhưng mà còn nếu là ăn chay đó thì lại là quan trọng là cái tâm hơn là cái ăn. Ăn với tâm tịnh thì đó là ăn chay, ăn với tâm bất tịnh thì đó là ăn mặn. Chứ không phải là trong ai dài gì mà ăn mặn hết đó, bởi vì ăn mặn quá sao ăn được. Nếu mà vừa thôi chứ bỏ muối nhiều quá nó mặn quá rồi sao ăn được. Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ bạch thầy, con xin hỏi làm sao nhìn mọi vật như nó đang là mà không qua lý trí vọng tưởng ạ? Thì Đức Phật nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Bởi vì khi mà mình mà chữ tinh tấn á, tức là tâm nó không có buông lung phóng dật. Buông lung phóng dật tức là cái tâm cứ chạy lang thang là buông lung phóng dật. Cứ nắm bắt cái đối tượng này đối tượng kia đó, tâm lang thang như vậy á, thì không phải là tinh tấn. Tinh tấn tức là tâm không có lang thang, không có buông lung. Chánh niệm á, là tâm tròn vẹn với cái thực tại đang là, và tỉnh giác á, thì rõ biết cái thực tại đó. Rõ biết nè, chữ rõ biết này hơi khó hiểu đó nghe. Nhiều khi mình tưởng nó rõ biết tức là mình phải biết cái đối tượng nó cho rõ, không phải vậy. Mà là cái tâm rõ biết. Cái tâm rõ biết á, có khi nó không biết gì cả. Nhưng mà cái tâm nó rất là rõ biết. Còn đôi lúc á, muốn biết cái đối tượng cho rõ biết á, thì tâm lúc đó lại không còn rõ biết nữa. Cái đó là hơi vi tế nữa. Thí dụ như bây giờ thầy nhìn bác này ngồi đây, mà thầy muốn biết rõ bác này ra làm sao, nhìn chút kỹ để biết rõ ra làm sao, thì là tâm nó tâm vọng rồi, chứ không phải tâm rõ biết. Cái tâm rõ biết thầy chỉ thấy bác như vậy là như vậy thôi,
chẳng có thêm thắt bộ gì hết trơn á, thì mới là rõ biết. Thành ra khi nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì tỉnh giác là rõ biết. À, thì cái rõ biết này là cái tâm tâm sáng. Thành ra chữ rõ biết này đồng nghĩa với là tuệ tri, tức là cái biết một cách hoàn toàn là trong sáng tự nhiên, chứ không phải là cái biết theo tục đế, theo tục bế là người ta phân tích rồi người ta đánh giá rồi người ta làm đủ thứ trò vào trong á. Nhưng mà cái đó thì không phải là tuệ tri, mà cái đó chỉ là tượng tri với thức tri thôi, chứ không phải là tuệ tri. Do đó đơn giản là cái trực nhận đầu tiên á. Thật ra cái trực nhận đầu tiên á, thí dụ như bây giờ mình tự nhiên mình đang ngồi đó, tự nhiên nghe một cái tiếng âm thanh nào đó nó phát ra. Thật ra âm thanh đó nó phát ra rồi nó mất. Thì nếu mà mình nghe một cách tự nhiên á, thì nó phát ra thì mình nghe và nó mất là hết, chứ không có gì nữa hết, xong rồi đó. Giờ là xong rồi. Nhưng mà khi mà mình thêm thắt vô đó, thì mà nó ụt âm thanh gì hay, không biết cái con chim là tên gì mà nó hót làm sao đấy, nó hót cách nào mà nó hay như vậy đó. Tức là mình cứ ngồi mình cứ tìm hiểu đánh giá, hồi là tâm đang vọng. Đại khái là vậy. Cho nên đó là thực ra là khi ngay cái lúc đầu mới thấy á, mới thấy mới nghe cái lúc đầu á, chưa có qua cái quá trình mà đánh giá rồi phê phán phán đoán rồi đó, chưa qua cái quá trình đó đấy, thì lúc đó chính là đang thấy thực. Cho nên nó có một cái điều mà khó hiểu á, người ta thường khó hiểu á, đó là thật ra là biết càng nhiều á, thì lại là trí tuệ càng ít. Đó. Thí dụ như mình thấy là các nhà khoa học người ta có thể thấy biết rất là nhiều hơn mình. Người ta có thể đo lường được là đây lên cái sao Hỏa là bao xa rồi, phải cần tốc độ như thế nào thì mới là lên tới đó cho đúng chỗ rồi gì đó chẳng hạn, phải hạ xuống đúng chỗ nào đó. Thì là cái hiểu biết của họ là mình không thể nào mà bị kịp. Hiểu biết đúng là dữ dội lắm. Nhưng mà họ vẫn là phiền não khổ đau. Đó. Thành ra cái biết có biết trong đạo Phật thì không nói là biết gì, mà là cái biết có phiền não khổ đau hay không phiền não khổ đau thôi. Đó. Chứ không phải là biết gì. Nhiều khi biết nhiều quá đó thì nó trở thành nó là sợ tri chướng, tức là nó trở thành chướng ngại, cái gì cũng là nhìn vô cũng phải muốn biết cho nó tận tường, nhưng mà không bao giờ có thể biết được tận tường, bởi vì cái khoa học đó, nó cũng vẫn đang là tiếp tục khám phá thôi, chứ chưa có dừng lại ở chỗ nào được hết, chưa có kết luận một cái gì được thực sự. Chỉ tới ngang đó thì tạm thời là thấy ngang đó, nhưng mà khám phá nữa thì nó sẽ còn nữa. Đại khái là như vậy. Nên Lão Tử mới nói rằng là vi học nhật ít, vi đạo nhật tổ. Tức là đi theo đạo là càng ngày bớt đi, bớt sợ tri, sợ đắc hết, bớt hết. Cho đến khi không còn gì để bớt. Cho đến khi mà vô vi vô ngã. Bớt cho đến khi vô vi vô ngã. Còn vi học thì nhật ít, tức là đi theo cái con đường mà muốn biết bên ngoài đó, thì biết hoài không bao giờ hết. Bởi vì mình tưởng tượng vũ trụ như là một cái vòng tròn, mình đang ở đây. Bây giờ nếu mình đi hướng này, thì mình đi đến tầng cùng cũng chưa bao giờ mà đi hết, làm sao mà đi đến cái hướng thứ hai. Mà bây giờ mình cứ nói theo 360 độ thôi, thì mình mới đi một độ mà mình đi hoài không hết, làm sao mà đi được cái độ thứ hai được. Nhưng mà khi mà mình cái hướng của đạo Phật á, là mình đi về cái tâm điểm thì cái tâm điểm nó lại bao trùm hết tất cả, cho nên nó lại hiểu hết, nó lại thông suốt hết tất cả 360 độ. Còn nếu mình đi theo một độ nào thì nó đi hoài không bao giờ hết. Đó. Cho nên gọi là vi học nhật ít, vi đạo nhật tổ. Tức là cái chữ học ở đây có nghĩa là cứ tìm kiếm
tìm kiếm hoài đó thì không bao giờ tới đích. Cho nên đó, cái tinh tấn chánh niệm chánh giác chính là để trở về với cái thực tại đang là thôi, chứ đừng có nhiều quá. Bây giờ đang sao là mình thấy vậy thôi, chứ biết nhiều quá đó là nên là thành học đi cái thấy cái thấy trong sáng đó. Thầy có lấy ví dụ đó, thầy lấy ví dụ như giả sử như cái tượng này là một cái tấm cái kính soi á, nó rất là trong sáng, nó tự nhiên. Thì lúc đó đó ở dưới này này, bất kỳ ai đồng tình gì, bên này đồng tình gì, bên kia đồng tình gì thì đều nó thấy hết. Nhưng mà nếu cái tấm kiến này đó mà nó chỉ cần khởi lên một cái ý muốn biết một người nào thôi thì lúc đó nó mất hết, không còn thấy gì nữa, ngoài trừ ra thấy cái đối tượng đó thôi. Cho nên á, cái tấm kiến trong sáng, cái rõ biết ở đây tức là tấm kiến trong sáng để phản ánh tất cả mọi sự như vậy như thật, chứ không phải là đi tìm kiếm một đối tượng nào. Đó. Thì cái sự khác biệt ở giữa ý thức với là cái tánh biết là ý thức là đi tìm đối tượng, một đối tượng thôi. Còn tánh biết thì biết hết tất cả mọi cái đồng tình của tất cả tướng biết. Của ý thức hay là nhãn thức, nhị thức, thị thức gì á thì tánh biết đều biết hết. Thì cái sự khác biệt là như vậy. Dạ bạch thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ bạch thầy, người bà của con luôn nhớ mong người con trai đã mất mấy chục năm về trước và hầu như toàn sống bằng ký ức của quá khứ. Con nên làm gì để giúp cho bà? Con xin cảm ơn sư ông. Thực ra đó thì vì mình muốn giúp. Chứ trên thực tế là mỗi người sinh ra với cái tâm thế nào, trình độ thế nào thì họ đang học bài học đó của họ. Họ đang học cái bài học mà khi mà mình dính mắc vào con cháu gì đó thì nó đau khổ như thế nào, như thế nào đó. Họ đang học cái bài học đó. Bây giờ nếu mà mình nói là để cho họ làm sao mà để thoát ra khỏi bài học đó, để họ được yên tâm á, thì đôi lúc họ yên tâm á, thì họ lại không học được bài học đó. Họ không thấy cái đau khổ của cái dính mắc cái đau khổ đó nó như thế nào. Nên mà mình nói mình đứng ngoài thì mình cứ muốn là cái người nó phải tốt, phải như thế này đây kia. Nhưng mà cái sinh mệnh hay là cái trình độ nhận thức của cái người đó đang như vậy á thì phải để họ học cái bài học đó thôi. Thật ra là bài học đó là bài học pháp đang dạy, còn mình á thì mình muốn là mình dạy tức là mình muốn là thay mặt pháp đó là thế thiên hành đạo, tức là mình muốn thay mặt pháp, thay mặt trời đất để mà giáo hóa người khác, chứ không phải là giúp cho người ta học bài học của họ. Cho nên nói là bây giờ có dù Phật dạy đi nữa hay là tăng dạy đi nữa thì không bao giờ mà bằng pháp dạy cả. Ví dụ bây giờ mình nói trà đào thì chỉ có 5 giờ đến 6 giờ là xong, là hết. Rồi một tuần được còn một tiếng đồng hồ thì đó là nói là thầy dạy đi. Nhưng mà đạp cái gai mà nó đau cũng là pháp dạy. Tất cả mọi cái nóng lạnh được bất hương thua gì ở đời, tất cả những cái đó là pháp dạy từng khoảnh khắc. Cho nên thầy có cái bài vi tiếu là thầy nói là có cái người đó cứ tới xin hỏi đạo biết, thì cứ tới để xin thầy thuyết giảng cho con nghe như vậy. Thì vị thầy đó mới nói là con nghe thuyết pháp nhiều rồi, bây giờ nghe pháp thuyết đi. Cái thuyết pháp đó là chỉ có cái lúc nào đó thôi, chứ còn pháp thuyết là lúc nào pháp cũng thuyết hết, kể cả khi ngủ pháp cũng thuyết luôn
đó. Cái pháp đó nó luôn tác động mà mình không chịu lắng nghe. Cho nên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là học học cái bài học của pháp dạy trong từng khoảnh khắc đó, đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Mình bỏ quên rất nhiều cái bài học của pháp là bởi vì do vì sao, là bởi vì mình chạy theo cái đối tượng mà mình nghĩ là tốt hay là xấu gì đó. Mình cứ chạy theo cái đối tượng đó cho nên mình quên đi cái bài học mà pháp đến dạy từng từng khoảnh khắc. Nên nghe pháp thuyết quan sát, lắng nghe, cảm nhận những cái khoảnh khắc của thực tại, đó là nghe pháp thuyết. Thì cái người mà thuyết pháp á, cái người thuyết pháp đúng á, là không bắt người ta làm theo theo cái gì hết, mà chỉ giúp cho người đó tự học bài học pháp thuyết. Thành ra cái thuyết pháp đúng là thuyết pháp để giúp cho mọi người á, là biết học bài học pháp thuyết. Chẳng phải còn nếu mà thuyết pháp rồi bác người ta phải làm thế này, bác người ta phải làm thế kia, đưa ra phương pháp này, đưa ra phương pháp nào, thì đó chỉ là cái bản ngã của người thuyết pháp thôi, chứ chưa phải thực sự là thuyết pháp, có nghĩa là khai thị pháp cho thấy. Mà khai thị pháp là phương pháp, thì pháp gì? Pháp ở nơi mỗi người sẵn có. Bây giờ chỉ để cho người đó tự thấy lại thôi. Thì bây giờ người đó đang như nào, thế nào thì người đó cứ thấy như vậy. Thì từ trong đó, đó nó sẽ tự mở ra. Có khi họ chìm đắm đến một cái lúc nào đó thì tự nhiên họ lại thông suốt được cái vấn đề đó. Cho nên nếu mà mình xen vô thì gọi là thọc gậy bên xe pháp. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, kính bạch thầy, tình yêu và tình dục là vấn đề khó hiểu. Con thấy con vật sinh sản theo mùa hay chu kỳ. Còn tại sao con người lại bị nó chi phối mạnh mẽ và đau khổ? Con xin cho ông giảng rõ về đề tài này ạ. Cái này là cũng là một cái luật gọi là cái luật sinh tồn hay là cái gì đó, hay là bảo vệ loài giống gì đó. Cho nên ấy, khi mà chúng sanh mà sinh ra đó là đều có cài sẵn cài sẵn những cái phần mềm là tình yêu rồi tình dục rồi tất cả những cái. Con người nếu như là một cái máy vi tính á, thì trong nó có cài sẵn mọi thứ hết trơn á. À, có hết trơn chứ không phải không có. Cho nên vấn đề là ai rõ biết thực sự tình yêu là gì, thực sự tình dục là gì, thực sự ăn uống là gì, thực sự ngủ là gì. Nếu mà ai cũng thông suốt được tất cả những cái gì mà có ở nơi mình á, thì người đó giác ngộ. Còn người nào mà bị những thứ đó lôi cuốn á, thì là gọi là sinh tử luân hồi vậy thôi. Chứ còn ai cũng như nhau hết á. Không phải là Đức Phật ngài không có tình yêu tình dục, không có, không phải vậy. Không phải. Nhưng mà vì ngài thấy rất là rõ tất cả những cái đó, cho nên ngài không bị những cái đó nó chi phối. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên khi mình sinh ra có người hỏi thầy là mình sinh ra để làm gì? Thầy mới nói là sinh ra để sống. Cho nên là sống để làm gì? Sống để biết mình sống như thế nào. Thầy trả lời vậy.
trong cái đời sống của mỗi người đó là nó có đầy đủ tất cả những yếu tố giống nhau. Ai cũng có những yếu tố giống nhau hết đó. Thì thầy mới lấy ví dụ đó, thầy mới ví dụ nói là cái bếp đó, mỗi người là một cái bếp của chính mình. Trong cái bếp đó nó có đầy đủ là thực phẩm rồi gia vị rồi những thiết bị nấu ăn rồi gì đầy đủ hết đó. Bây giờ vấn đề á là người nào biết rõ, ví dụ như tình yêu là thuộc về muối, ví dụ vậy, tình dục là thuộc về đường, chẳng hạn vậy đi. Thì bây giờ người nào mà biết rõ muối, biết rõ đường, biết rõ các cái yếu tố trong những cái có trong nhà bếp đó đó, thì người đó sẽ nấu một cái bữa ăn ngon. Còn người nào không biết thì nhìn đói thôi, hoặc là nấu thầm bậy thì ăn sinh bệnh thế. Cho nên trong con người nó có đầy đủ những yếu tố. Đó cũng là lý do vì sao mà Đức Phật nói là mình phải tinh tấn, tinh niệm, tỉnh giác, để mà rõ biết mỗi cái nó đang xuất hiện là cái gì, và mình cũng thấy rõ được nó hay không, thấy rõ nó sinh như thế nào, diệt như thế nào, vị ngọt như thế nào, sự nguy hại như thế nào. Thì khi đó mình mới có thể là độc lập đối với nó, tức là mình không bị nó chi phối. Còn nếu không á, thì vấn đề là có bị chi phối hay không bị chi phối thôi. Còn những yếu tố thì ai cũng có giống nhau. Đại khái là vậy. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, nếu con muốn thay đổi một người theo hướng tốt, người đó không những không thay đổi mà còn phản ứng quyết liệt, con phải làm sao ạ? Mình sinh ra là để thay đổi chính mình, chứ không phải để thay đổi cuộc đời. Mà cuộc đời đó sinh ra để giúp thay đổi mình. Cho nên là kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền như nội từ tính giả. Tức là thấy cái tốt á, thì mình xem được mình có tốt hay không. Thấy người ta tốt thì mình xem mình có tốt hay không. Thấy người ta xấu thì mình có cái xấu như người ta hay không. Thì đó là luôn là cái xấu, cái tốt bên ngoài nó lại giúp học ra cái bài học tốt xấu ở trong mình. Tức là cuộc đời đó, tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời đó để giúp cho mình học ra chính mình, điều chỉnh chính mình là chính. Cho nên qua cái phản đối của người khác đó, cũng là một cái bài học hay để cho mình điều chỉnh lại mình, để xem thử là mình muốn cho người ta tốt như vậy có đúng chưa, có chủ quan hay không. Và mình muốn người ta tốt theo ý mình thì lại càng sai. Thí dụ như cái xoài nó đứng bên cái ổi, mà ngày nào nó cũng nghĩ trời ơi, ổi mình làm sao giống xoài dùng đi đó. Tại vì xoài nó nghĩ rằng nó tốt, còn ổi xấu, cho nên nó cứ nghĩ xoài cứ làm theo ta cho nó tốt. Thì đâu được. Nó phải mỗi người nó phải học cái bài học của mình. Đôi lúc xấu lại là bài học để giúp điều chỉnh thành tốt. Thành cái tốt xấu đó là đều là những cái bài học để cho mỗi người giác ngộ thôi. Chứ không phải cái tốt xấu đó nó không quan trọng. Mà quan trọng là qua cái tốt xấu đó có giác ngộ ra không. Ai cái này khác nhau là nếu một người mà ở đời mà cứ là cái này tốt, cái này xấu, cái này tốt, cái này xấu thôi, coi như khổ cả đời. Thấy ai xấu cái mình khổ rồi. Rồi mình muốn là họ phải tốt như mình thì càng khổ thêm nữa. Này, cái này. Nhưng mà tất cả những cái tốt xấu được mất hơn thua gì ở đời đó, nó đến để sáng mình có đủ bình tĩnh sáng suốt để tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm trong đó hay không. Rồi. Cái bài học nó là sinh ra trên đời để học những bài học. Thật ra cái câu nói đó cũng rất dễ bị hiểu lầm, cho nên họ mới nói là phải trải nghiệm, phải đi trải nghiệm để học bài học này bài học kia. Nhưng không phải ngoài vậy, mà là khi mình đối diện với những cái vấn đề
này vấn đề kia đó, thì bài học duy nhất vẫn là tâm mình đủ bình tĩnh sáng suốt hay không thôi. Bài học duy nhất thôi, chẳng phải là, không phải là nhiều bài học, nhiều tình huống, chứ không phải là nhiều bài học, mà học sự bình tĩnh sáng suốt của mình trong nhiều tình huống, chứ không phải là nhiều bài học. Nhưng mà mỗi tình huống như vậy là một bài học để xem được mình có đủ bình tĩnh sáng suốt trong đó hay không. Rồi, chẳng phải học cái gì hết á. Còn ở đời á, thì phải học cách nấu ăn, phải học cách lấy xe rồi này kia thôi. Thì cái đó thật ra nó tạm dùng thôi. Chứ thầy không biết nấu ăn, nhưng mà có người nấu ăn cho thầy cũng khỏe hơn nữa. Đó. Thầy không biết lái xe, nhưng mà người ta lái xe cho thầy cũng khỏe hơn nữa. Chứ đâu phải biết lái xe là hay, hay là biết nấu ăn là hay. Còn không biết nấu ăn, không biết lái xe là dở, chưa chắc. Tổng thống rồi này kia toàn là người ta lái cho máy bay cho đi thôi, chứ đâu có tự lái được. cho nên chưa chắc là. Còn cái đó là cái học ở đời, còn học đạo nó khác. Học đạo đó là trải qua những cái tình huống ở đời mà mình đối diện với cái tình huống đó, tâm mình có đủ bình tĩnh sáng suốt hay không, chỉ có chừng đó thôi. Một bài học cả đời luôn. Chứ không phải học cái gì cả. Thì nếu mình bình tĩnh sáng suốt thì đó là đạo đế, diệt đế. Còn nếu mình bình tĩnh sáng suốt mà nội tham sân si lên thì đó là tập đế, khổ đế. Rồi xong, bài học chừng đó xong rồi. Cuối cùng là thấy ra đâu là tập đế, khổ đế, đâu là đạo đế, diệt đế thôi. Thì cái cuối cùng của cái tu tập là chị cũng chỉ thấy ra chừng đó thôi, chứ đâu phải thấy ra nhiều gì đó. Còn nhà khoa học thì khác. Nhà khoa học giải thích cái hoa này nó có bao nhiêu yếu tố, cái gì đó. Nhưng mà nói vậy thì nói, nhưng mà vẫn là tập đế hay là khổ đế. Có một cái anh chàng đó, anh hỏi thầy, mình sống là mình học những bài học trong cuộc sống mà sao không thấy học được cái chuyện gì hết. Thì vậy anh cứ nghĩ là anh phải học cái chuyện này, anh học cái kia. Thấy cái gì cũng học cái trời, không biết cái cột này có cái gì trong đó. Không biết cái hoa này có cái gì trong đó, là cứ học kiểu đó thì không bao giờ mà nó càng ngày càng là sinh tử luân hồi thêm. Nhưng mà cái học là thấy cái cột thì rõ, thì là thấy cái cột. Nhưng mà tâm không động. Nhưng mà cái tâm không động á, thì lại là thấy cái cột rõ hơn. Nó thấy vấn đề rõ hơn. Không phải là cố thấy vấn đề rõ, mà khi tâm mình mà thanh tịnh trong sáng á, thì sẽ thấy rõ hơn. Cho nên á, Đức Phật Ngài nói có hai thắng đế, tức là hai cái chân lý rốt ráo cuối cùng. Đó là nội tâm thanh tịnh và rõ biết các pháp. Tức là rõ biết các pháp đấy có thể bị hiểu lầm. Rõ biết các pháp là tức là phải rõ biết cái cột này như thế nào, cái kia như thế nào, không phải rõ biết đó. Mà như thầy nói hồi nãy đó, rõ biết tức là biết với tâm thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà khi tâm thanh tịnh trong sáng thì rất khách quan, cho nên thấy rõ vấn đề đó hơn. Thí dụ như mình có hai người họ đang mâu thuẫn với nhau, rồi mình đứng ngoài khách quan mình thấy rất rõ, người này sai chỗ này, người kia sai chỗ kia là rất rõ, nhưng mà bên trong là họ không thấy, là tại vì họ chủ quan. Còn nếu mà khách quan cái là thấy. Vậy thì quan trọng là cái thấy khách quan. Khi khách quan đã, khi mà tâm mình rộng lành trong sáng thì lại thấy rất là rõ. Cho nên nói là có hai cái chân lý rốt ráo cuối cùng, coi như đó là mục đích cuối cùng của những bài học đó, thì đó là nội tâm thanh tịnh, thấy rõ các pháp. Nhưng mà không phải thấy rõ các pháp là thấy chi tiết các pháp như thế nào, mà là giải tỏa được vấn đề.
thì nó coi thường nếu kiến thức ở nơi ấy, tức là kiến thức ở ngoài nhập thể còn thể giúp ích gì nhiều trong cái vấn đề sức thể đó. Cái mà kiến thức ở đời á thì nó vẫn có hai mặt, nó có hai mặt. Những cái kiến thức mà do trải nghiệm thực mà mình thấy biết ở đây, cái kiến thức là cái nội dung thấy biết. Nếu có trải nghiệm thực á thì cái kiến thức đó gọi là tri kiến, gọi là tri kiến chứ không còn là kiến thức nữa. Không gọi là kiến thức nữa mà gọi là tri kiến. Tức là tri kiến là gì? Tri kiến tức là có trải nghiệm thực qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó. Còn á, có những cái kiến thức mà chỉ vay mượn thôi. Và trong đời sống thực tế thì mình không có sử dụng gì tới cái đó. Chẳng hạn như bây giờ ở trường học á, người ta học rất là nhiều thứ. Nhưng mà đến thực tế khi sống á, thì gần như là chỉ vẫn là cái mà thực trước mắt thôi. Cái thực trước mắt á, thì cái đó là tri kiến. Còn cái kiến thức rất nhiều đó, thì những cái kiến thức đó, đó nó kiến thức mà ở đời á, tức là không phải là tri kiến thực á, thì kiến thức đó chỉ giúp ích trên mặt tục đế thôi. Thí dụ trường hợp là cái anh lái xe giỏi á, là bởi vì sao? Là anh biết cái bảng hiệu nào á, là dừng lại, bảng hiệu nào để cho đi. Là như cho đi giờ nào cái gì đó, nếu mà tức là cái đó là tục đế. Cái kiến thức đó đó, thì kiến thức tục đế đó nó giúp ích rất nhiều trong trong đời sống xã hội. Nhưng mà trên phương diện giác ngộ đó thì phải có tri kiến chứ không thể kiến thức được. Đôi lúc kiến thức càng nhiều á, thì lại cái tri kiến càng ít. Tại vì họ cứ bay bổng trên cái kiến thức đó. Họ cứ tưởng là mình cũng như là kiến thức đó. Nhưng mà trên cái thực thì họ lại không thấy. Cho nên cái mà trải nghiệm thực á, thì lúc đó mới có tri kiến thực, tri kiến thanh tịnh được. Ban đầu thì trải nghiệm có thể là sai, thấy sai, nhưng mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó. Cho đến khi tri kiến thanh tịnh, tức là thấy đúng như thật, thì lúc đó nó mới là đi đúng cái hướng mà giác ngộ giải thoát. Còn ở đời đó thì những kiến thức ở đời có thể là rất là lợi ích, nhưng mà có khi không chỉ ra được cái thực. Thí dụ như một nhà tâm lý học, họ đi học rất là giỏi, họ có nhiều kiến thức về các cái trường phái tâm lý, cho nên họ có thể lên diễn thuyết, họ nói trường phái A nói như thế này, trường phái B nói như thế này, trường phái C nói như thế này. Nhưng mà khi đụng phải thực tế đó, họ không giải quyết được. Khi đụng phải thực tế thì họ không biết làm sao. Nhưng mà nói lý thuyết thì họ nói rất là hay. Thì cái mà đụng phải thực tế đó, cái đó gọi là tri kiến, chứ không phải là kiến thức. Tri kiến là một quá trình trải nghiệm để thấy ra sự thật. Còn kiến thức á, là rất dễ gọi là cước căn bất điểm địa, tức là với lên quá cao mà họng chân á, tức là nó không có cái thực địa. Cho nên tại bên ngoài đời người ta gọi là khám phá thực địa. Ví dụ như mình kiến thức về Huế rồi rất là giỏi, nói được hết Huế là có bao bán bao nhiêu thức ăn, bánh bèo, bánh nậm gì thì cứ nói được hết đó. Nhưng mà chưa bao giờ biết Huế là cái gì hết trơn, và cũng chưa bao giờ mà ăn cơm hến là như thế nào, chưa bao giờ. Nhưng mà nói được hết, thậm chí là còn nói cơm hến là gồm có những món cái gì gì trong đó. Thì cái đó là kiến thức. Cũng giống như hồi đó thầy mới lập cái chùa Huyền Không ở ngoài Huế á, mà thầy vào trong Nam á, thì Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam mới bầu làm tổng thư ký, mà thầy phải ở lại chùa Kỳ Viên. Lúc đó giao lại cho mấy sư đệ của thầy ở ngoài chùa Huyền Không. Thì có mấy người Phật tử nghe thầy tại chùa Huyền Không thích lắm, cho nên nó là xin đi theo.
thì đi theo thầy ra chùa Hoàng Công. Cái người Phật tử đã đứng dưới cái cây đu đủ á, mà nói sao chùa mình không trồng đu đủ để mà mà ăn, mà đứng dưới cây đu đủ á. Tức là anh có kiến thức về cây đu đủ là ăn trái đu đủ tốt như thế nào anh biết hết. Nhưng mà anh đứng, đứng ngay trước cây đu đủ mới tức cười á. Cái này cái chuyện là hoàn toàn thật 100%. Lúc đó thầy cười, thầy nói trời ơi, cái cây đu đủ ngay trước mặt sao con không thấy. Quá, trái cây đu đủ là cây này hả? Nhiều khi á, ăn đu đủ nhưng mà thật, nhưng mà nhiều khi không biết cây đu đủ là cái gì nữa. Cho nên phải sống là trải nghiệm, muốn giác ngộ lắm, là phải trải nghiệm bản thân trong từng khoảnh khắc, chứ không phải là sách vở. Cho nên có nhiều người á, như trong kinh nói có một cái vị mà do từ trải nghiệm từng khoảnh khắc cho nên vì đó là giác ngộ. Còn một vị thì học kinh điển quá nhiều, Đức Phật nói gì là đều học thuộc và giác được hết rồi. Nhưng mà lại là Đức Phật này đó là tùy theo trống rỗng, tức là không có gì cả. Trống rỗng là vì không có cái trải nghiệm thực. Do đó kiến thức á, nó có một, nhất là tục đế đó, trong tục đế đó thì kiến thức cũng rất là quan trọng. Bây giờ nói ví dụ bản thân thầy này, cũng nhờ một cái thời gian là thầy đọc rất là nhiều thứ, từ kinh điển Nam Tông, Abhidhamma cho đến các cái kinh luận của Bắc Tông, rồi nghiên cứu các tôn giáo, các trường phái triết học Đông Tây, đủ thứ hết đó. Bách gia chư tự gì à, cái nào cũng đọc hết. Rồi đến dịch lý, đến Lão Tự, đến Khổng Tự gì, đọc sạch hết. Thậm chí là biết luôn cả Thái Cực Quyền, Thái Cực Đạo. biết đủ thứ hết trơn. Đó. Thì á, nhờ vậy á, mà khi giảng á, bây giờ nói quá y học thì cũng nói được, nói qua cái nào nói được á, tự vi cũng nói luôn, thứ gì cũng nói được hết trơn á. Nhưng mà thầy biết đó là chỉ là cái kiến thức thôi. Nó chỉ để giúp mình là khi mà giả sử như nói với một ông bác sĩ thì mình nói về y học thì ông dễ hiểu hơn chẳng hạn. Đó. Vậy thôi. Tức là nó có lời trong việc truyền đạt thì được. Nhưng mà trên thực chứng thì cái đó hoàn toàn không cần thiết. Mà cái thực chứng thì nó lại hoàn toàn khác. Nó là phải trải nghiệm thực, thấy thực. Mà là không phải là trải nghiệm bằng lý trí, mà trải nghiệm bằng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á. Tức là trọn vẹn cảm nhận nó như nó là đó. Chứ còn mà sang lý trí vào nó cũng còn sai nữa. Có người nói thầy là từ điển sống, bởi vì nói chuyện gì cũng nói được hết trơn á. Nhưng mà thực ra đó, cái mà thầy thực sự sau này á, thầy thực sự muốn truyền đạt là cái gì mà thầy thực thấy. Cái gì thực đấy, hồi xưa thì vẫn còn trích dẫn cái này, trích dẫn cái kia cho nó rộng rãi, còn sau này á, là thầy không cần nữa. Thầy chỉ nói cái gì thực thấy, mà như vậy nó rất là hiệu quả. Bởi vì khi mình nói cái thực á, là cái người nghe đó, cái người nghe họ thấy ra cái thực đó liền. Còn mình nói kiến thức không á, thì họ cũng chỉ thu kiến thức vô để đó thôi, chứ không vẫn chưa thấy thực là cái gì. Cho nên ở trong cái đời sống mà tu tập, cái lợi ích rất quan trọng đó là phải trải nghiệm, chiêm nghiệm cái thực. Cái mà người ta gọi là tu hành đó, thật ra tu hành có nghĩa là trải nghiệm để thấy cái thực, chứ không phải tu hành là tu hành gì hết á. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên thầy mới nói là dạng gì mới biết thâm nữa. Học đạo quý vô tâm, làm nghị nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, dạng gì mới biết thâm. Mà cái đó là khi thầy nói điều đó đó,
là do thầy tự thấy, nhưng mà cũng cũng nhờ cái câu nói mà trong dịch lý, khi thầy học dịch lý thì thầy ngộ ra được cái cốt lõi của dịch lý là dịch vô tư dạ, vô vi dạ, tịch nhiên bất động cảm như toại thông chương hà chi cố. Thì giống như Đức Phật Ngài nói là không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai á. Giống như vậy đó. Với lại là vì dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, thiên hà chi lý đắc như thành vị hồ kỳ trung hỷ. Cái câu quá tuyệt vời luôn. Tức là mình đơn giản đến tận cùng á, thì lúc đó mình mới bắt gặp cái chân lý, cái sự thật của trời đất. Cho nên nói là vì dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ. Mà khi mình bắt gặp cái sự thật của trời đất á, thì thành vị hồ kỳ trung hỷ. Cái thành vị hồ kỳ trung hỷ này là tuyệt vời luôn. Đúng đúng với là tinh tấn chánh niệm nha. Tức là chỉ có tròn vẹn ngay đến cái thời vị tính đó thôi. Thì nó cực kỳ dạng gì. Còn mình mà mất cái tính dạng gì đó, dạng gì là một này, tự nhiên là hai này, và không có chủ quan là ba. Thầy dùng từ không chủ quan đó, thầy dùng từ là vô tâm. Vô tâm tức là không chủ quan, chứ không phải vô tâm là vô tâm, mà là phải dạng gì tự nhiên và không chủ quan. Mà thật ra trong chủ quan đó chính là vô tâm á. Cái mà hồi nãy thầy nói là cái biết rất trong sáng, nhưng mà không phải là muốn biết cái gì. Nó chỉ biết thôi, chỉ biết một cách trong sáng thôi, chẳng phải biết cái gì. Thì lúc đó là cái dạng gì đó đó, thì cái câu nó quá tuyệt vời luôn. Trong dịch lý là thầy học càng đó rồi thôi, không học nữa. Nó tới càng đó là được rồi. Vì dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, thiên hà chi lý đắc như thành vị hồ kỳ trung hỷ. Thành vị hồ kỳ trung tức là mình đang là như thế nào đó, thì trọn vẹn với cái đó gọi là thành vị hồ kỳ trung. Tức là đáng cái thời này, vị và tính như thế nào thì thấy như vậy. Đó chính là cái cốt lõi của tinh tấn chánh niệm nhé. Rồi hết giờ, chào mọi người. Dạ thưa thầy, con có đọc một bài pháp, trong đó có viết là cái quả của Kamma là Vipaka, còn cái quả của Kiriya là Patikiriya. Xin thầy cho con được rõ Kamma khác với Kiriya thế nào và Vipaka khác với Patikiriya thế nào ạ? Cái đó thì phân biệt cho vui vậy thôi, chứ còn bây giờ mình cứ trên thực tế thôi, trên cái tại đây và bây giờ thôi. Còn mà chuyện cái nhân quả đó, thì thật ra là bây giờ nhân thì thấy nhân, quả thấy quả, tức là cái gì đang là thì mình thấy thôi. Chứ còn cái đó thì trên pháp học đó, thì người ta nói như vậy, nhưng mà trên thực tế đó thì cái nào thì đang là cái đó thôi. Chứ cũng cần phải thấy cái đó là nhân quả gì cả, nó chỉ là pháp như nó đang là vậy thôi. Nếu nó còn mình đó, còn cái mình gọi đó là nhân, cái đó là quả, thì cái đó là mình gọi thôi. Mà thực ra cái nhân cái nhân quả đại khái là trên thực tế là như thế này. Thí dụ như mình có một cái thiền tâm, thì liền ngay đó mình cảm thấy là an vui, thì đó là nhân quả luôn, nhân quả đồng thời luôn. Khi mình có một thiền tâm thì mình thấy an vui. Nhưng mà khi mình có một cái tâm bất thiền cả, thì bên trong là bắt đầu có những xao trộn, có những bất an. Thì cái quả, nhân quả cũng ngay đó luôn. Mình phải thấy cái nhân quả ngay đó. Còn cái tương lai, cái chuyện đó mình không biết, cái đó mình chỉ đồn đoán thôi. Còn cái hiện tại ấy, mình phải thấy. Còn cái kiriya đó, tức là cái tâm gọi là duy tác. Tâm duy tác tức là cái, tức là hành động với trí tuệ, trong đó không có thiền, có bất thiền gì cả.
cho nên nó cũng là cái quả cũng là duy tác luôn, tức là mới khi mình làm với một cái tâm mà hoàn toàn bình thản thì quả của nó cũng là bình thản đó. Cho nên là gọi là kiriya thì nó thành pati kiriya vậy đó. Nghĩa là kiriya thì nó cũng thành kiriya thôi, bởi vì nó không phải là như khi mình khi trong đời sống hàng ngày mình thấy rất là rõ. Cái tâm bất thiện cái là nó sinh ra bất an liền, mà tâm thiện thì mình thấy là rất là thoải mái chẳng hạn vậy. Cái đó là mình nếu mà cảm nhận liền á thì nhân quả là ngay đó, vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ con kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy, đạo là không tư duy, là không có không gian, thời gian. Đức Phật dạy trung đạo, nhưng trải nghiệm vui sướng hay buồn khổ có nhiều cung bậc. Vậy có gì sai hay không khi con chấp nhận những trải nghiệm đó, tức là đi sâu vào trải nghiệm? Cái trải nghiệm nó có hai phần, là cái trạng thái trải nghiệm và thái độ trải nghiệm, là hai cái đó khác nhau. Thí dụ như bây giờ mình đang cảm thấy an lạc chẳng hạn, thì đó là mình đang thì đó là trạng thái an lạc. Còn bây giờ cái thái độ để thấy cái trạng thái an lạc đó như thế nào á, thì cái đó là thái độ. Là trong đó nó có hai cái khác nhau. Có khi an lạc nhưng mà cái thái độ lại là chấp cái an lạc đó, ham muốn cái an lạc đó, thì cái thái độ đó vẫn sai. Đó. Có khi khổ nhưng mà lại là cái thấy rất là rõ ràng minh bạch, chứ không có không xen cái bản ngã vào, thì nó lại vẫn đúng. Cho nên cái trạng thái á, thì có thể là khổ hay là lạc, có thể là thế này hay thế kia gì đó, nhưng mà cái quan trọng không phải là cái đó, mà quan trọng là cái mà cái thái độ đó. Cái thái độ là nhân, cho nên cái thái độ mới là vấn đề. Vì vậy cho nên là mình xem cái quan trọng là cái thái độ. Thì bây giờ ví dụ tham, nhưng mà cái thái độ vẫn thấy với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là từ bi mình cũng vẫn thấy với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho mình không cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái thấy mình như chân như thật đó mới là quan trọng. Còn cái trạng thái gì á thì thật ra cái đó không quan trọng. Nếu như mà cái trạng thái á, ví dụ như khổ hay lạc cái gì đó, thì cái trạng thái đó đó, nếu như mà mình nhìn nó với chánh niệm tỉnh giác hay là với một cái tâm tròn vẹn rõ biết tỉnh thức, thì đó là đạo đế. Còn nếu mình thích nó hay là mình ghét nó thì đó là tập đế. Đại khái là vậy đó. Ta nói cái tập đế hay là cái đạo đế đó, đó là cái thái độ thấy biết đối với cái đối tượng. Còn cái đối tượng thì lại là không quan trọng. Mình là thường là muốn cái thái độ, muốn cái trạng thái là tốt. Mình muốn là làm sao có cái trạng thái tốt, chứ không phải là cái thái độ đúng. Mà cái thái độ thấy biết đúng mới là đạo đế. Còn nếu mà thái độ mình thấy biết mà sai xấu thì đó là tập đế. Cho nên cái thái độ đó mới là quan trọng. Dạ, xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, kính bạch thầy, giữa việc bố thí có quyền lực trước, trong và sau khi làm với câu tam luân không tịch có giống hay khác nhau ạ? Cũng khác mà cũng giống. Cũng khác là cũng giống. Tức là bởi vì nếu như khi mà mình làm một việc bố thí chẳng hạn,
Và trước khi bố thí hay là đang khi bố thí và sau khi bố thí thì tùy theo là cái tâm mình làm với cái tâm gì. Có thể là bố thí với tâm bất thiện, có thể bố thí với tâm thiện, và cũng có thể là bố thí với tâm duy tác. Thì đó vẫn là cái thái độ của tâm là chính. Còn việc bố thí đó thì vẫn là phụ, mà là cái thái độ bố thí mới là chính. Cho nên người ta nói là cách cho quý hơn của cho là vậy đó. Cách cho là quý hơn của cho. Cách cho ở đây tức là cái thái độ cho đó. Cái thái độ cho như thế nào. À, vì vậy cho nên là vẫn là cái thái độ là chính. Còn á, bây giờ còn có nguyện hay không á, thì cái nguyện đó với thái độ đúng tốt hay là cái nguyện đó là thái độ sai xấu, hay là cái thái độ của bản ngã. Thành ra cái đó là nó còn tùy vào cái nguyện hay không nguyện đó là đúng hay không đúng, chứ không phải là có nguyện hay không nguyện. Nguyện cũng được, không nguyện cũng được. Thì nếu mà mình làm với tâm duy tác thì chẳng có nguyện gì hết. Nhưng mà nếu mà mình muốn làm với một tâm thiền, với là có một cái nguyện vọng gì đó thì vẫn cứ được, chứ không phải là sai. Nhưng mà cái mà mình mà làm rồi cầu cái này cầu cái kia thì nó là khác. Cầu với nguyện á nó khác nhau. Ví dụ như mình bố thí và mình nguyện rằng là cái sự bố thí này là để mà xả ly tham đoạn diệt những cái che lấp trói buộc, thì nguyện như vậy là đúng. Nguyện vậy là đúng. Nhưng mà nếu mà mình nguyện là nhờ cái bố thí này kiếp sau tôi sẽ giàu gấp 10 lần chẳng hạn, thì nguyện này thì sai vậy đó. Tức là tùy theo cái nguyện đó là nguyện như thế nào. Nguyện với trí tuệ, nguyện nội dung nguyện như thế nào, anh nói nguyện hay không nguyện gì á. Nếu mà không nguyện, nếu không nguyện bởi vì do trí tuệ cho nên thấy rằng là việc làm là mình làm là làm thôi, làm với tâm duy tác và chứ không có ý đồ gì hết thì tốt. Nhưng mà nếu mà không nguyện mà cái kiểu mà cứ làm cho có vậy thôi, chứ còn không có ý gì cả, tức là có khi làm với tâm tham hay sân hay si gì đó đại khái vậy. Chẳng phải là hệ mà bố thí là lúc nào bố thí cũng đúng đâu á. Bố thí có thể là bố thí với lòng tham sân si gì đó, thì lúc đó không nguyện cũng là không phải là tốt. Thành ra nguyện hay không nguyện không phải là vấn đề, mà là thái độ nguyện với không nguyện đó như thế nào. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ bạch thầy, khi cơn sân khởi lên con nhận ra ngay, thì lúc đó cái tâm nào đang thấy cơn sân ạ? Con phân vân không biết tâm ấy có phải là chánh niệm hay vẫn chỉ là ý thức ạ? Tâm đó có thể là ý thức, mà cũng có thể là chánh niệm xuất phát từ tánh biết, cũng có thể là chánh niệm xuất phát từ ý thức. Đó là hai cái đó mỗi người phải từ khám phá ra, bởi vì trong đó nó có hai cái khác nhau. Là một bên là nó xuất phát từ vô ngã, một bên là xuất phát từ bản ngã. Cho nên là cái đó mỗi người phải tự khám phá, chứ không ai mà xác định cho mình là như thế nào. Thì mình phải thấy ra điều đó. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ.